theo các cụ cao tuổi trong làng, cũng như các sắc phong còn lưu giữ được. Kể từ khi khai xóm, lập làng, vùng quê này vẫn chưa một lần thay đổi tên. Đó là làng Lại Ốc, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Điều đặc biệt, trong suốt chu gia lịch sử, Lại Ốc luôn là làng hiếu học, làng đi đầu trong nhiều phong trào của xã Long Hưng. Làng Lại Ốc này thì nó được hình thành từ rất lâu. Lại Ốc thì có nghĩa chữ Hán tức là lại là nhờ, ốc là nhà, tức là nhờ nhà, tức là các quân đội của Bà Trưng đi hồi đi khởi nghĩa đi qua đây và có của đây và đặt tên là Lại Ốc. Dân ở đây rất là năng nổ, ngày xưa nó cũng đều là đứng đầu ở cái xã này vùng này. Trao đổi với các cụ cao tuổi trong làng, chúng tôi được biết kể từ khi nhà Lý mở khoa thi đầu tiên vào năm Ất Mão 1075 cho tới khoa thi cuối cùng của triều Nguyễn năm 1919. Trong 10 thế kỷ khoa cử của chế độ phong kiến, tỉnh Hưng Yên có 228 người đỗ đại khoa. Riêng làng Lại Ốc, một làng nhỏ của xã Long Hưng nhưng có tới 6 người thi đỗ đại khoa. Trong đó có một trạng nguyên, 5 tiến sĩ. Điều đặc biệt, có một gia đình cả ba cha con đều đăng khoa. Ông bố là cụ Đỗ Nhân, năm 20 tuổi đã thi đỗ đệ nhị giáp tiến sĩ, xuất thân khoa Quý Sửu, niên hiệu Hồng Đức 24/1493, đời vua Lê Thánh Tông. Cụ đã từng được cử đi sứ làm quan đến chức hộ bộ thượng thư kiêm đô ngự sử, đồng các đại học sĩ nhập thị kinh diên. Người con lớn của cụ là ông Đỗ Lại Hiên, tên thường gọi là Đỗ Tông. Đỗ Tông sinh năm 1504, năm 26 tuổi đã xuất sắc thi đỗ trạng nguyên, hay còn gọi là đệ nhất giáp tiến sĩ, cập đệ đệ nhất danh. Xuất thân khoa Kỷ Sử, niên hiệu Minh Đức thứ ba, năm 1529, đời vua Mạc Đăng Dung. Ông làm quan đến chức hình bộ tả thị lang, đông các đại học sĩ. Người con thứ hai của cụ là Đỗ Tấn. Đỗ Tấn sinh năm 1514, năm 22 tuổi thì đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ, xuất thân khoa Ất Mùi, niên hiệu Đại Chính thứ sáu, năm 1536, đời vua Mạc Đăng Doanh. Đỗ Tấn đã làm quan tới chức thượng thư bộ lễ, đông các đại học sĩ, tước chân quận công. Sử sách bây giờ thì vẫn là ca ngợi, ngay cả Đại Việt Sử Ký Toàn Thi cũng đã phải nói lên về cụ Đỗ Nhân đây là nói rất nhiều. Tức là hình như là nếu người ta ta gọi là tứ trụ của triều đình. Ở triều đình là cụ cũng là một, chỉ có sau vua thôi. Cái làng Lại Ốc này rất là chăm chỉ học, thi nhau học và nó đỗ đạt cũng rất nhiều, nên là nó điển hình và minh chứng là nó có đạt hàng trên trăm các cử nhân. Ở cái trong cái xã này không có đâu bằng Lại Ốc được, bởi vì cái Lại Ốc nó có một cái ý chí rất đồng nhất, rất đoàn kết và đồng nhất, và khi đã được bàn bạc rồi thì mọi người đều rất tự giác. Đặc biệt của cái dòng họ chúng tôi là có cụ Đỗ Nhân làm đỗ tiến sĩ, phong làm thành hoàng làng. Và họ chúng tôi bây giờ thì đang kế tiếp của dòng họ là các con các cháu là cũng thành đạt, đỗ đạt nhiều kỹ sư và đại học, bây giờ có thể thể lên tới hàng trăm người. Cứ vào ngày 21 tháng 9 dỗ cụ tổ nhà chúng tôi thì chúng tôi cũng trao như năm vừa rồi là có 25 cháu được bằng khen và giấy khen, và đại học thì có 4 người. Nhằm lưu danh và nhân lên truyền thống khoa bảng của làng, từ xa xưa, dân làng và các dòng họ đã gom góp tiền của để xây đền thờ ông Trạng, nhà thờ họ, từ đường và các lăng mộ. Song do chiến tranh kéo dài, sự xâm hại của thiên nhiên nên các đền thờ, nhà thờ, lăng mộ đã bị hư hại và thất lạc khá nhiều. Tuy nhiên, những di tích lăng mộ, những sắc phong, cổ vật, hiện vật mà dân làng và các dòng họ còn lưu giữ được đã và đang trở thành di sản vô cùng quý giá,
đủ để nói lên truyền thống khoa bảng, hiếu học của các thế hệ người Lại Ốc. Theo các cụ, đình làng Lại Ốc được dân làng xây dựng để thờ thần hoàng làng, tiến sĩ Đỗ Nhân. Cách đình làng không xa là miếu làng và đền ông Trạng. Miếu làng được xây dựng để thờ thần Cảnh Thỏ Đại Vương, người đã có công báo mộng, giúp Tản Viên đánh thắng giặc Thục. Đền ông Trạng được xây dựng để thờ Trạng Nguyên Đỗ Tông. Do chiến tranh quá tàn ác, cả hai di tích nói trên đều bị tàn phá hết sức nặng nề. Nhân dân trong làng đã cung kính rước tượng Cảnh Thỏ Đại Vương và Trạng Nguyên Đỗ Tông về phối thờ với thành hoàng làng. Vì thế, đình làng Lại Ốc không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của nhân dân trong làng, mà còn là nơi giáo dục truyền thống cho các thế hệ tiếp nối. Với những giá trị đặc sắc về vật thể và phi vật thể, đình làng Lại Ốc đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp bằng di tích lịch sử cấp tỉnh. Ngôi đình này không biết là cái ngày xây dựng, nhưng đến năm Cảnh Hưng thứ 26, tức là vào 1765, thì nhân dân ở đây có tu tạo lại. Và từ đó thì thờ thành hoàng, tức là cụ Đỗ Nhân. Sau đó đến năm 1943, rước thêm cụ Đỗ Tông là con trai của cụ Nhân mang về đây thờ. Và đến năm 52 đấy, chiến tranh thì giặc Pháp nó có bắn tan cái ngôi đền ở giữa đồng đấy. Thì còn chưa có vị tượng của Đức Thượng Đẳng đây, thì dân làng có rước về thờ chung vào ngôi đình này. Hiện tại thờ ba vị. Cùng với đình làng Lại Ốc, nhà thờ dòng họ Đỗ, thôn Lại Ốc cũng là một di tích, một địa chỉ giáo dục truyền thống yêu nước, hiếu học của dòng họ và nhân dân trong làng. Nhà thờ được xây dựng cách đây gần 140 năm. Đây là nơi lưu danh gần 50 người là con em của dòng họ Đỗ đã đăng khoa, học hành thành đạt trong suốt 10 thế kỷ khoa cử của Việt Nam. Điều đặc biệt là tại đây còn lưu giữ được 4 trong tổng số 10 sắc phong qua các triều đại phong tặng cho cụ Đỗ Nhân. Văn Giang huyện, Lại Ốc xã, Tổng Tiền Phụng Sự, Kiệt Trung, Phù Vân Phương Hiến. Cũng tại nhà thờ họ Đỗ còn có một đôi câu đối rất có giá trị, nói lên niềm tự hào của dòng họ Đỗ nói riêng, của người dân quê Nhãn nói chung. Bởi một gia đình vào thời điểm đó đã có 3 người thi đỗ đại khoa, trong đó có 1 trạng nguyên và 2 tiến sĩ. Đây là trường hợp vô cùng đặc biệt. Nhất gia tể tướng Lưỡng Hàn Lâm, tam giáp khoa xanh đồng tiến sĩ. Đôi câu đối được dịch nghĩa: trong gia đình có 1 tể tướng, 2 Hàn Lâm, cả 3 đều đỗ danh tiến sĩ. Tiếp nối truyền thống của tổ tiên, trong những năm qua, Lại Ốc đã có nhiều biện pháp khuyến học, khuyến tài hữu hiệu, đặc biệt là hình thức vinh danh thông qua hệ thống truyền thanh của thôn. Chính vì thế mà trong thời kỳ nào, Lại Ốc vẫn phát huy được truyền thống của vùng quê khoa bảng hiếu học. Tuy là một làng nhỏ với trên 830 hộ, nhưng có gần 170 người có trình độ đại học trở lên, trong đó có 1 tiến sĩ, 4 thạc sĩ. Tôi được 6 cháu ngoại và cháu nội, 5 cháu là bây giờ là đỗ đại học ra trường rồi đi làm. Họ chúng tôi á là nghèo, nhưng mà các cháu được ăn học cho đến nơi đến chốn, dù có khó khăn, dù có gian khổ cũng vẫn vượt qua. Trong dòng họ chúng tôi đã thành lập một cái quỹ khuyến học, cứ hàng năm là chúng tôi đóng góp vào cái quỹ. Thì nếu mà còn nhiều quỹ thì góp ít, mà hết quỹ thì góp nhiều. Phát huy truyền thống khoa bảng hiếu học của tiên tổ, từ coi trọng việc học, sau nhiều năm rồi mài kinh sử, nhiều người con của Lại Ốc đã trở thành triệu phú, tỷ phú và có những đóng góp quan trọng cho làng, cho nước. Cũng chính từ có học, các thế hệ của người Lại Ốc đã làm cho làng quê mình có những đổi thay kỳ diệu. Năm 2014, Lại Ốc đạt chuẩn làng nông thôn mới. Năm 2017, đạt chuẩn làng nông thôn mới nâng cao. Năm 2020, đạt chuẩn làng nông thôn mới kiểu mẫu.
niềm mơ ước của nhiều làng trong tỉnh. Với truyền thống khoa bảng hiếu học trải dài theo thời gian, với những kết quả nổi bật trong 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cán bộ và nhân dân Lại Ốc đang tự tin tiếp tục làm cho quê hương mình mãi xứng danh một làng quê hiếu học, một làng quê đáng sống của tỉnh Hưng Yên.